Em thân mến, nhỏ biên tập đã đưa cho chúng ta một cây cờ cắm ở đây. Dạ. Đó. Bây giờ từng cặp thi, hai nữ thi trước, hai nam già quan bên đi. Đó. Hai em xuống đây với anh. Mang guốc cao rồi mặc váy nữa. Đã vậy còn đeo bắp đầm nữa. Đi có khi nào nó dướng cái bắp đầm lại không trời? Sắn quần lên em. Anh Nghĩa có khi nào xin biên tập cho cái nét nhạc gọi là hoa anh đào đó để các bạn thi. Rồi đi chừng nào mới tới đó? Đi chừng nào mới tới anh? Hai em không được nhìn gì đâu. Các em sẽ quay lưng lại vậy. Dạ. Ha. Khi mà nhạc trỗi lên. Dạ. Và sau đó nhạc dứt một cách bất ngờ. À, là phải chạy liền. Đúng, là mình phóng tới, phóng tới một cách cuồng nhiệt. Mình chụp cái cờ, ai chụp trượt cờ trước thì người đó thắng, vậy thôi. Mời hai em vào vị trí, quay lưng lại. Music. Lên Thủy ơi, lên em ơi. Ôi, chưa, ơi, chưa. Trời ơi. Hey. Quẩy nè, quẩy nè. Trời, trời. Trời ơi. Trời ơi. Thiên hạ lại che cho bác đi con. Dạ. Thưa bà con của bác. Đứng lên, đứng lên. Đứng lên. Thủy trời ơi. Thủy ơi là Thủy ơi. Dạ thưa tất cả các anh chị và các bạn. Nữ ca sĩ Thu Thủy. Nữ ca sĩ đã có gần 20-30 năm anh trong thấy, nghề. Anh thấy rõ ràng lý do tại sao hôm nay mang theo cái bóp rồi đó. Thể hiện không, cái tính vợ luôn. Anh đang suy nghĩ một điều. Thu Thủy bóng đi mặt, hát từ mặt. Khi Thu Thủy chừng 5-7 tuổi. Tính ra tới nay chắc cũng gần 40 năm đi hát. Phải không em? Quẹo chân. Vậy mà nhỏ kia em ma, nó mới vô nghề có 2-3 năm thôi. Chơi với bà chị. Bà chị mới chạy không lợi, bà già rồi. Bà có tuổi hơn bà già rồi. Rồi chưa kể, dướng cái đôi giày cao gót. Cao quá giày cao, mặt đâm thì nha. Thôi chấp nhận đi cho nhỏ em phóng tới trước đi. Thò cái bàn tay ra, nắm con nhỏ em kéo lại. Nghe ma xem chút xíu té dập mặt vô rồi. Té một chút là em ma cắm cái đầu vô trong cái vỏ này. Cuối cùng lấy được cây cờ rồi đó anh. Bởi vậy tới đó thiên bất dung gian đó em. Mấy em ma sức trẻ nó cuồng nhiệt. Nó vẫn giói cái tay ra mặc dù bên đây miệng nhỏ chị kéo. Chích được cái cờ. Rồi mời hai gái qua kia đứng. Đó là cuộc chiến giữa hai cô nàng. Tiếp theo, thưa quý vị, và bây giờ sẽ là cuộc chiến giữa hai người đàn ông. Một người đàn ông đã có gia đình hai con. Một người đàn ông đến giờ vẫn chưa có ai thèm ngó tới. Nhưng không phải là ế. Nhưng mà bởi vì anh ta treo cái giá cao quá cho nên khó có người giói tới mà thôi. Nam Hy và Baso, cuộc chiến bắt đầu. Âm nhạc. Như vậy mà đi đi luyện mau bon, luyện mau bon. Trời đất ơi, anh thấy chưa, cái này giống như chơi mà lấy thịt đè người vậy đó ha. Nhỏ đấy cái vô đây à, bế lên lọn lọn vậy đó ha. Bế như mà bế như con vậy đó, bậy bế như chú rể bế cô dâu vào phòng. Mà Nam Hy cái mặt đó, cái mặt nó biểu cảm sung sướng lắm. Không chịu bé, không chịu bé, không chịu đâu.